Sau này phải đấu chính đều của anh em đây. 3, chính đều. Ui, 19. Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với mình là Nhân của Fasico. Trong video clip ngày hôm nay, Nhân sẽ chia sẻ tất cả các bạn là kỹ thuật giao bóng bộ xoay xuống hay còn gọi là đục bóng xoay xuống ngắn ở trong bàn nhé. Đầu tiên về cái cú mà bộ giao bóng đầu tiên là về cú mà giao bóng đục hay là giao bóng bộ xoay xuống ngắn á, thì về cách cầm vợt á, thì các bạn cầm vợt như cái kiểu giao bóng xoay ngang con lắc thuận tay bình thường, hoặc là cầm theo kiểu đánh đều, kiểu nào cũng được, miễn là các bạn cảm thấy thoải mái nhất là được. Về cái tư thế và bộ chân á, thì các bạn đứng chân trái trước chân phải sau nha, để giao cho nó kính với lại nhìn nó đẹp, chứ đứng chân phải trước giao gì nó bị sượng quá đúng không, lại xấu nữa. Và khi mà các bạn có tư thế chuẩn bị á, các bạn tung nhẹ cái bóng lên, thì khi mà các bạn lấy lòng cái tay ra, các bạn hơi mở nhẹ cổ tay ra và góc độ các bạn hơi nằm xuống. Và khi các bạn đụng bóng, các bạn tiếp vào cái phần dưới trái bóng là nó bên hông dưới trái bóng. Sau đây mình sẽ minh họa cho tất cả các bạn xem nha. Rồi các bạn thấy giúp Nhân á, là khi mà các bạn giao bổ hay là giao đục xuống xuống ngắn á, thì các bạn lưu ý là không dùng lực tống từ ngoài vô nha. Nó dùng cả cánh tay này rất là dễ dàng, nó sẽ không có xoáy. Thì các bạn mới tập, các bạn chú ý là vô cái phần bổ tay nè, làm sao mà qua khi mà đụng tiếp bóng, các bạn tiếp vào phần bên hông dưới chiếc bóng, bên hông dưới chiếc bóng, và chỉ dùng mỗi cổ tay thôi. Thấy thì là bóng nó qua bạn nó sẽ có rất là nhiều xoáy và nó sẽ đứng lại các bạn thấy không? Đó. Sau vài phút mình chia sẻ về kỹ thuật mà giao bóng bổ hay là gọi là đục bóng xoay xuống ngắn ở trong bàn, thì Nhân mong là tất cả các bạn đánh bóng bàn ngày càng hay hơn và càng ngày càng lên bóng nhé. Các bạn thấy video clip của Nhân hay và hữu ích, xin một like, một dislike, hoặc là một lượt comment, một lượt đăng ký kênh, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân để cho Nhân tầm và động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày càng hoàn thiện hơn. Các bạn gặp khó khăn gì về cái nội dung bóng bàn hay comment ở phía dưới, Nhân sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Nhân nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.